Đây là cái nhà cây. Ở bên trong này á, bây giờ thì tuy hơi tối là bởi vì ngày hôm qua thì trống trạng, bây giờ thì coi như là đã ăn 50% đầy rồi. Mình phải để thêm từng góc một. Nào là hoa mai vàng nằm ở dưới, trên là mai mai gì không biết, quên tên rồi. Rồi lan nằm một bên đó, chưa nha, chưa có giờ vô hết đó. Phía dưới này là quý vị thấy đó là lan úc, cuối cái vách tường của nó là lan cát lan và lan quế hương, giáng hương, chỉ có 5 chậu thôi. Còn cái góc này đây có tối này là sứ, cũng được gọi là quỷ sứ luôn, rất cực kỳ nó. Trong vài ngày nữa là mình sẽ đem vô đây hết rồi, có thể như hết chỗ đi luôn á. À quên, ở đây có cái lan này, cái bông mà quên, lan này lan nhện nè, bông cũng đẹp lắm, giờ nó nằm trong đây từ hồi mua đến giờ. Có một số sứ đang để bông chậm nè, bông ra cũng nhìn cũng dễ thương lắm, chỉ tội nó nặng quá thôi, khiên mệt lắm. Sứ đỏ nè.